Quý vị và các bạn thân mến, sáng hôm nay ngày 28 tháng 3 năm 2024, trong video này thì mình sẽ cập nhật cho tất cả quý vị và các bạn thấy được những cái tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2. Hiện tại thì mình đang đứng trên tuyến quốc lộ 60 thuộc địa phận của thành phố Bến Tre. Đây cũng là điểm cuối của dự án cầu Rạch Miễu 2. Hôm nay thì mình thấy là các đơn vị thi công tập kết máy móc thiết bị rất là nhiều trên cái phần đường dẫn phía bên bờ Bến Tre này để mà đẩy nhanh tiến độ để mà kịp hoàn thành dự án cầu Rạch Miễu 2 vào dịp 2 tháng 9 năm 2025. Dự án cầu Rạch Miễu 2 có điểm đầu tại đường tỉnh 870 là ngay ngã tư Đồng Tâm giao với quốc lộ 1A và đi qua địa phận của tỉnh Tiền Giang và tỉnh Bến Tre. Dự án cầu Rạch Miễu 2 là đi qua cồn Thới Sơn nữa à. Rồi sau đó là qua địa phận của Bến Tre. Có tổng chiều dài toàn tuyến là 17,6 km. Và trong video này thì mình thấy là các đơn vị thi công, nhà thầu đang rất là gấp rút triển khai. Vì thời gian vừa qua, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, rồi Thủ tướng Chính phủ cũng vào kiểm tra công trình cầu Rạch Miễu 2 cũng như là đôn đốc tinh thần các anh kỹ sư, công nhân và các đơn vị đang thi công ở cầu Rạch Miễu 2 để mà hoàn thành dự án cầu Rạch Miễu 2 vào dịp 2 tháng 9 năm 2025 để giảm tải cho cầu Rạch Miễu 1 đã quá tải rồi, cũng như là tuyến quốc lộ 60 từ Tiền Giang qua Bến Tre vào những dịp lễ, những dịp Tết, vào những ngày cuối tuần thường xuyên xảy ra những tình trạng ùn tắc giao thông. Các phương tiện qua cầu Rạch Miễu cũng như là qua phà tạm Rạch Miễu đi lại rất là khó khăn, vất vả và tốn rất là nhiều thời gian. Trong video này thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật chi tiết nhất điểm cuối của dự án cầu Rạch Miễu 2 để mà quý vị khán giả dù ở bất cứ nơi đâu qua kênh của mình thì sẽ xem được tất cả những tiến độ mới nhất của dự án cầu Rạch Miễu 2, và sắp tới sẽ có thêm nhiều dự án khác nữa được triển khai xây dựng ở miền Tây, thì mình sẽ cố gắng mình cập nhật liên tục những cái tiến độ mới nhất của các dự án đó. Vậy thì ngay tại vị trí điểm cuối dự án cầu Rạch Miễu 2 hôm nay có gì thay đổi và tiến độ mới nhất hôm nay như thế nào, thì bây giờ mời tất cả quý vị và các bạn cùng nhau tiếp tục theo dõi đến hết video với mình nhé.